Đại hội thể thao đã bắt đầu rồi. Bạn hãy... Oh yeah! Thắng Ngưu Cao Cổ rồi. Hãy luôn cố gắng nhé. Sẵn sàng chưa? Vòng 2 bắt đầu. Ready, go! Vậy, bạn đã chiến thắng vòng này. Nếu thắng được Hươu Cao Cổ thì sẽ nhận được huy chương đồng. Cố lên. Ready, go. Vòng 2, huy chương bạc. Ready, go! Nếu thắng được Hươu Cao Cổ thì sẽ nhận được huy chương bạc. Cố lên. Ready, go. Giỏi quá! Bạn đã vượt qua Hươu Cao Cổ và chiến thắng ở vòng này. Bạn muốn lò xo? Hãy thử một lần đi. Cuộc thi bạn muốn lò xo bắt đầu. Khởi động nào! Sau đây sẽ là vòng 1 huy chương đồng. Ready, go! Hãy kéo tấm bạt nhún sang trái phải để giúp Kiki nhảy. Lần này chúng ta sẽ thử nhé. Giỏi lắm, bạn đã uống một giọt. Bạn đã vượt qua.
qua, Kiki nhảy bay vào vũ trụ rồi. Chuẩn bị xong chưa? Vòng 2 bắt đầu. Ready, go! Hãy thử di chuyển khung màu đỏ xem sao. Teng teng teng, bạn vượt qua rồi. Kiki đã uống nhiều giọt. Cố lên, để kết thúc vòng 3 là có thể nhận huy chương rồi. Ready, go! Trò chơi bóng rổ bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc thi vòng 1 huy chương đồng bắt đầu. Ready, go! Không được để thua nhím, hãy mau ném bóng vào rổ đi. Cẩn thận, ném hay lắm. Sắp hết thời gian rồi, mau ném bóng vào rổ thôi. Giỏi quá, bạn thắng nhím rồi. Cuộc thi vòng 2 bắt đầu, cố lên. Ready, go! Thật tuyệt vời, bạn thắng nhím rồi. Kết thúc vòng 3 thì bạn sẽ nhận được huy chương đồng. Ready, go! Bạn đã thắng nhím và chiến thắng trong vòng này. Xuất sắc, bạn đã giành được huy chương đồng. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé.